jgrayroblox.com, số máy ạc Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay các bạn thấy đây là ai không? Đây chính là Lù Luffy nha các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem những video tưởng chừng như là Blood Food nhưng thật sự nó lại là One Piece. Nhưng mà One Piece này là One Piece ở Bình Dương nha các bạn. Hôm nay mình đã tìm được cái kênh YouTube tên là Lù TV. Đây là hình như tên cũ hả các bạn, còn tên mới là Lù cái gì Lù Tấu Hài TV á các bạn. À thì mình tìm được kênh mới cũng khá là hài, làm về One Piece cũng giống như là Bác Năm Online các bạn. Thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem những video về One Piece phiên bản ở Bình Dương nha các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go baby. Ok các bạn ơi, dành cho những bạn nào thắc mắc thì đây chính là kênh đó nha các bạn nha. Lù Tấu Hài TV nè, đó mình nhớ đúng rồi nè. Ngay bây giờ thì mình sẽ đăng ký kênh cho bạn này nha các bạn nha. Thì cho mình xin phép bạn Lù Tấu Hài TV cho mình reaction một số video trên kênh của bạn nha. Bởi vì kênh của bạn mình thấy có làm về One Piece khá là hay các bạn à. Và cũng có làm về một số phim anime nè các bạn. Ok được rồi, nhưng mà bỏ qua về anime khác đi. Chúng ta chỉ coi về One Piece nha các bạn. Những bạn nào mà ngay bây giờ xem đây rồi á thì đừng quên để xuống dưới phần mô tả qua kênh của bạn Lù Tấu Hài TV để xem nha các bạn, để xem full đó mà. Còn mình xem thì mình hay ngắt quãng các bạn à. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu reaction thôi. Let's go baby. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video đầu tiên, đó chính là Zoro Noa Zoro đi lạc qua đa Roro lắm Roro Noa Zoro đi lạc qua đa vũ trụ One Piece chế Bác Năm Online. Không biết đây có phải là kinh phụ của Bác Năm Online không nữa các bạn ơi. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau vô xem nha các bạn. Nhưng mà trước khi xem thì mình sẽ bấm cho video này một nút like. Và ngay bây giờ những anh em đang xem video này đừng quên để cho một nút like nha. Tại vì YouTube thống kê cho mình là có tới 96% anh em xem video của mình xem chùa không hề bấm like. Điều đó khiến cho mình rất là đau đớn trong cõi lòng của mình các bạn à. Và cho nên các bạn nhớ để lại cho mình nút like nha. Nhưng mà nào lượt với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới để các bạn là những người vô kênh J Gray Roblox của mình xem đầu tiên nha các bạn nha. Các bạn rất là nhiều luôn. Nhớ là mình hai chuyện đó nha. Còn bây giờ thì vô coi video tiếp nào. Let's go. Xin chào. Đây là Kurosaki Ichiro. Kurosaki Ichiro là ai? À nhầm, Roronoa Zoro, hoa tiêu kiếm kiếm sĩ của băng mũ rơm. Hoa tiêu kiếm kiếm sĩ của băng mũ rơm. Trả lời Zoro mà làm hoa tiêu. Wait a minute. Hả? Rồi nói, ước mơ lớn nhất của anh chính là trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thằng này nó mù đường mà nó đòi làm hướng dẫn viên du lịch cơ các bạn. Mặc vô anh nó mới giữ. Ước mơ của Zoro thực ra là được trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Đúng rồi đó. Vào một ngày đẹp trời nọ, Zoro đang tập tạ. Đúng rồi. Tự nhiên thấy mắc ị. Gọi mắc ị để lên video làm chi trời. Zoro mới vô nhà vệ sinh ngồi một lúc. Ok. Tới lúc quay lại thì tự nhiên lạc mất tiêu rồi. Thì ra là Zoro đã mở nhầm cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Đúng, đúng như tựa đề video luôn. Zoro lạc qua đa vũ trụ thánh mù đường. Rồi xin lỗi đã vào nhầm nhà. Okay. Rồi mở cửa quay lại. Một không gian lạ kỳ ghê. Đâu không đi đâu đây? Đâu hết chân luôn ý. Rồi cứ thế đi, 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 đi tìm đâu mọi đây? Người. Rồi gọi mọi người ơi, Luffy, Luffy. Lông mày xoắn, Nami. Ủa? Lông mày xoắn? Lông mày xoắn hình như là sạn luôn các bạn, là Sanji luôn các bạn. Nghe bây giờ hãy bình luận phía dưới cho mình biết là lông mày xoắn là ai nha các bạn nha. Mình không nhớ nữa. Mình nhớ mang máng là như là Sanji á. Chopper, Robin, mọi Chopper, người đâu rồi? Robin, mọi người đâu rồi? Mãi không thấy có ai trả lời. Rồ lại đi, đi tiếp tới nơi mà Rồ có thể đứng một bên là nắng, còn một bên là mưa. Xong rồi Rồ lại đi nữa. Wait a minute, đây là nơi đâu? Đây là đâu vậy? Sao lại có thằng tóc vàng này với lại cái thằng kia? Wait a minute. Các cậu có thấy băng mũ rơm của tớ đang ở đâu không? Hai Naruto thằng và Sasuke ngạc nhiên. Ủa thằng này ở đâu chui ra vậy nè? Tụi ta đang quýnh nhau mà. Ồ, lạc qua đa vũ trụ. Hung thủ chính là ngươi. Hung thủ chính là ngươi. Cái mặt này nhìn quen quen các bạn, giống Conan. Yoni. Yoni. Ủa tên đầu tảo chột mắt này là hung thủ sao? Mọi người thắc mắc, quái lạ, đây là nơi nào vậy trời? Rồi thắc mắc rồi lại đi tiếp. Kame, chắc là qua Conan thiệt hả các bạn ơi? Kame, Kame.
7 viên ngọc rồng. Rồi thấy anh cu sử dụng chiêu thức khá đẹp mắt nên cũng bắt chước theo. Anh cu hỏi chấm méo biết tên hâm này từ đâu chui ra. Xong rồi cũng lại đi tiếp. Rồi bước vào một thế giới mà anh thấy mình quá. Đi qua chỗ của mấy con Titan luôn rồi các bạn. Attack on Titan. Có đỗi nhỏ bé so với những sinh vật này. Mà trông chúng lạ lắm nha. Rồi đi kiểu gì mà qua tới vũ trụ của mấy con Titan biệt thự luôn. Titan biệt thự. Chúng đang đứng nhau thì nghe tiếng nói phát ra từ phía dưới. Hai anh cho em hỏi. Hai anh cho em hỏi. Của cái gì thế? Titan, Titan biết trả lời tiếng người á tại. Thôi vậy, hỏi cũng như không. Ở đây tí lại bị đám Titan nó dẫm nát người mất. Ờ đúng rồi, đó, rồi đi đi anh ơi. Lần này thì rồi quay lại với nhà của Nobita cơ mà lại chui ra từ chiếc túi thần kỳ của Doraemon. Wait a minute. Sao Yoro này nó đi lạc đường gì mà ghê chứ trời. Đi lạc đường mà vô được cái túi thần kỳ của Doraemon. Aoshima. Aoshima. Mon đang ăn bánh rán thì ngạc nhiên hề. Thôi lộn tiếp rồi, quay lại thôi. Rồi quay trở lại thì lần này cuối cùng cũng gặp được Luffy. Okay. Này Zoro, cậu đã đi đâu từ nãy giờ vậy? Nó đi qua Zoro đại vũ trụ. Rất nước mắt. Sau một hồi đi lạc qua bao vũ trụ, cuối cùng anh cũng tìm về lại đúng thế giới của mình. Chuyện kể ra dài lắm Luffy. Đăng ký kênh để đón chờ phần sau nhé. Oh my god, cái gì đây? Cái gì đây? Ok các bạn à, kinh lù Tống Hải TV để làm cũng vui phết các bạn. Ok, cùng nhau chuyển qua video tiếp theo luôn nào, let's go. Ok, các bạn ơi, video tiếp theo có tựa đề là bầu đầu bếp bất đắc dĩ Sanji bác năm online One B chế hài. Ok ok, let's go baby. Bây giờ mình sẽ bấm like cái đã nha. Rồi vô 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 vô, let's go let's go. Vô coi nào, mới vô là thấy Sanji đi nhìn hơi bị bựa rồi đấy. Tính ra Sanji đã biết nấu ăn từ nhỏ. Hôm nay đây Sạn sẽ trổ tài năng nấu nướng của mình cho các bạn coi nhé. Một món ăn nhìn có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nấu được. Okay. Không phải cao lương mỹ vị, không phải sức. Ai giờ anh này anh để cái logo anh che rồi biết món gì? Chắc mình nghĩ là tôm hùm xào hay gì á các bạn ơi. Thảo hải vị nhưng nếu biết nấu nó cũng sẽ là mỹ vị nhân gian. Ừ. Wow. Ghê vậy sao, món gì á? Vì là món ăn gia truyền nên tôi xin phép được món gia truyền. Sạn đang dán món trứng ốp la mà tôi không tiện nói tên ra. Món ăn này mình kêu thượng hạng đồ dữ. Đó chính là món trứng ốp la các bạn. Oh my god. Hay là mình nhớ ghê. Mình đi học là mình hay ăn bánh mì trứng nha các bạn nha. Biết sao không? Bánh mì trứng giá rẻ. Ê, bánh mì thịt mắc quá không có tiền ăn các bạn à. Cho nên các bạn thương anh Jay em. Nếu mà trong video của anh Jay mà có từ 5 đến 6 giờ quảng cáo các bạn nhớ coi với anh Jay nha các bạn nha. Để anh Jay có tiền anh Jay mua mì thịt nha các bạn. Chứ bánh mì trứng không anh Jay ốm nhơm ốm nhách nữa các bạn à. Ok coi tiếp nào. Ở đây. Wait a minute. Có vẻ Sạn khá là tập trung đấy chứ. Còn thực hiện động tác lật trứng lên không trung đầy điệu nghệ nữa chứ. Dở. Ủa mà nó bay đâu mất tiêu. Lật trứng mà trứng nó bay mất tiêu rồi các bạn. Ok, ở đây có bạn nào biết nấu ăn, biết chiên trứng hay không hãy bình luận cho mình biết nha. Khả năng cao là những bạn nữ sẽ bình luận, còn mấy ông bạn nam thì hên xui các bạn à. Mình biết làm cái này nè nha các bạn nha. Nhưng mà mình không biết lật trứng các bạn à. Lật trứng chắc hơi khó đấy. Bạn nào biết làm thì bình luận phía dưới cho mình biết để mình thả tim cho. Ôi rồi, sao kỳ vậy ta? Mới đó mà nó biến mất đâu rồi không biết nữa. Ôi mềm ơi. Nó dính lên đầu của ông này các bạn. Ông này hình như mình nhớ mang máng là ổng là thuyền trưởng của cái thuyền đầu bếp nấu ăn á các bạn ơi. Mà ổng kêu thanh niên Sanji về làm chung nè. Sạn hất phát bay trúng mặt ông già rát luôn chứ. Già rát à, tên ổng là đúng tên là đẳng cấp số 1 biển đông luôn rồi đó. Đẳng cấp số 1 biển đông Aoshima. Thôi kệ đi, thua keo này ta bày keo chó. Thua keo này ta bày keo chó là keo gì cha? Rắn quả khác vậy. Phe này phải chú tâm hơn mới được. Ok. Tiếp tục. Hey, lật nào. Nó bay lên không trung rồi. Lần này nhẹ nên có thể quan sát thấy rõ nó rồi. Nó nào. Đang rơi xuống. Tuyệt tác. Rơi trúng đầu luôn rồi. An toàn quá còn gì. Ủa sao tự nhiên Sanji hồi nhỏ nó đúng ăn đầu gì xấu dở gì trời. Hiếm có ở biển đông luôn. Mình cứ tưởng là Sanji từ nhỏ nó ăn là dở nha các bạn nha. Nhưng mà không. Đó là một cú lừa. Ok các bạn à, video kết thúc rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua video tiếp theo thôi. Let's go baby. 6.5 hours later. Và đây chính là video hai tứ hoàng làm bảo mẫu. Hey, Sun, Buggy, Ace. Ủa Ace làm đâu lại tứ hoàng đâu ta? Quay mày nè, chắc là Sun với Buggy làm bảo mẫu cho Ace các bạn ơi. Thằng ok vô này, coi nào. Nó chính là con trai của vua hải tặc Goldy Roger. Nó đang được chăm sóc bởi Sun tóc đỏ và Herbert gì. Ai á, ai á. Xanh nè, xanh nè, xanh nè, xanh nó đỏ nè bạn. Thằng bé kháu khỉnh quá đi nè. Bất gì à, cậu biết cách pha sữa cho nhóc chưa? Hồi xưa nếu như bạn không biết á, Bất Ghi với lại Xanh là bạn nha bạn nha. Làm bạn ở trên tàu của Goldy Roger á. Ừ, tớ đang đọc hướng dẫn đây. Nhớ đọc cho kỹ vào đó biết chứ. Pha sai công thức,
thằng bé nó lại không uống được là chết đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trông chừng thằng nhỏ đấy, đừng pha. Để nó quậy quá đó. Ủa sao cái tờ này nó ghi là pha rượu cho trẻ lần sau? Ây à, anh mới nghĩ ra trò này. Hay lắm, mình cùng chơi nha. Ok, chào về với anh. Bay cao nào? Bay cao nào? Cùng bay cao nào? Bay nhé nhóc. Nhóc đã sẵn sàng chưa? Không biết xanh định tính cho thằng bé chơi trò gì đây nữa. Cơ mà xem chừng cả xanh lẫn nhóc ấy đều khoái lắm đây. Ok ok. Bay nhé, vui lắm đó. Trong khi xanh và ấy đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì bất gì mãi biết học cách pha sữa bột cho trẻ. Ok. Ồ ré. Như này. Ồ ré. Wait, liệu đã đúng liều lượng chưa ta? Có lẽ chắc là chuẩn bị rồi đó. Không sai vào đâu được. Mình phục mình quá. Trời, bước ghi mà không nhận. Để cái này nhìn giống con gái thì các bạn. Nhìn là coi video này người ta hiểu lầm. Tưởng bất ghi là vợ của xanh tóc đỏ chắc chưa. Pha đi. Yết, 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 yết. Sau một hồi thì bất ghi cũng đã pha được sữa xong rồi. Anh ta cười đắc ý. Anh liền gọi cho xanh. Đào. Có vẻ như sữa được rồi đấy. Mời thằng nhóc đến đây. Cho nó bú sữa. Đi nào. Xanh hai. Oh my god. Ông xanh ổng ném luôn thằng ai lên trời các bạn. Cậu làm cái trò ngu ngốc gì vậy? Xanh. Xanh. Chơi ngu mà cái cơ. Cái gì vậy? Chuyện xảy ra vậy? Ra đâu rồi mà còn chơi ngu? À, là thanh niên bất kỳ quýnh xanh các bạn. Sumimasen. Sumimasen là cái gì? Sumimasen cho tớ hình nổi ạ. À. Sumimasen cho tớ hình nổi. Ờ ok ok. Oh, có vẻ như là thanh niên bất ghi của hồi đó cũng khá là tốt các bạn. À, sau này mình cũng thấy nó cũng tốt tốt nhưng mà nó cũng hơi láo láo. Đây là xanh, ở đây là ai nữa bạn. Ai hồi nhỏ nhìn con đẹp trai. Hai anh ấy đang làm gì vậy nhỉ? À, ủa, lúc này là bất ghi đã ăn chát quỷ rồi hả? Sao mà có cái tay nó đỡ còn bất ghi nó ở ngoài kia lận các bạn? Hãy bình luận phía dưới cho em biết là lúc mà ở trên tàu của Niro chơi là bất ghi đã có ăn chát quỷ chưa nha. Ồ, nhưng có vẻ hơi ảo à. Cái đó thì mình không nhớ các bạn à. Ok ok, cùng nhau qua video tiếp theo luôn nha anh em. Ok các bạn ơi, và video cuối cùng mình sẽ xem ngày hôm nay đó chính là video One Piece in a Nutshell phần 1 Thánh Xạo. Tớ là Monkey D. Luffy. Tớ là Monkey D. Luffy. Người sẽ trở thành vua hải tặc. Rồi vậy sao? Sau 10 năm luyện tập cực khổ, giờ mình đã đủ 17 tuổi và bắt đầu ra khơi thôi. Yeah. Trên con tàu. À, thực ra nó là con thuyền nhỏ. Ok, nhưng mà không ok sao. Mình sẽ đi tìm kiếm đồng đội và okay tạo ra một băng hải tặc mạnh mẽ, chừng khoảng 10 người. Ha 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 ha. Thanh niên này đoán được trước và hải tặc của thanh niên này có 10 người luôn các bạn. Ghê ghê thế ghê. Thế rồi Luffy trên con thuyền nhỏ lênh đênh ra ngoài biển và rồi chuyện gì đến cũng đến. À. Vừa thuyền nhỏ lại vừa không biết nữa. Ai dễ tức mình thì bất cười. Tớ đã thế còn gặp bão. Nhưng vì tớ là men. Oh, vậy nên nhạc review phim. Ôi từ giảm nhỏ có dính bản quyền nó mệt lắm. Trên một con tàu du lịch nọ đang bị cướp biển tấn công. Ngủ một giấc thoải mái quá đi. Cậu là ai? Để mình tăng lên tí. Trở thành vua hải tặc. Vua hải tặc sao? Người có tất cả mọi thứ trên đời. Của cải, danh tiếng, quyền lực. Ủa cái này giống như là kiểu tóm tắt đó các bạn. Kobe. Ghê ghê. Kobe là muốn làm hải quân, còn Luffy là muốn làm hải tặc nha các bạn. Ê, hai thanh niên này mới nhỏ gặp nhau. Ok ok ok. Chào cậu. Chào cậu. Anh Biu Biu. Ô, Yoro nè. Cậu là thợ săn hải tặc hứa Gogo có đúng? Thợ săn hải tặc hứa Gogo. Ok. Tớ là Kurosaki Ichiro. Wait a minute. Wait a minute. Sao tên nó lạ vậy ta? Mình mới nghe luôn á. Tớ sẽ trở thành kiếm sĩ đẹp trai nhất hệ mặt trời. Ghê ghê. Tớ sẽ đi đánh bại dầu cù là Mỹ Hảo. Dầu cù là Mỹ Hảo. Dracula Mihawk. Để trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ghê. Được của nó đây. Có lòng gì không? Tớ sẽ chia đồ ăn cho cậu. Cũng được. Gì mà dễ vậy? Xin chào. Ồ, Nami. Idol của anh em đúng không? Còn tớ là Lù, cung bọ gậy. Cung bọ gậy.
Nami cung bọ cạp, Luffy cung bọ gậy. Hứa kia là rổ cung bọ hung. Cung bọ hung. Chế chế. Yoro mà đi làm hoa tiêu. Chúng tớ đang muốn đi đâu? Chúng tớ đang muốn đi vào đại hải trình. Để tớ làm hoa tiêu cho. Ghê. Dở. Ok luôn, vô luôn. Luffy, Zoro và Nami đã đụng độ băng hải tặc hề bơ gì và có cuộc chiến so tài đầu tiên trước khi vào đại hải trình. Có vẻ như là kịch bản nó hơi sai với phim các bạn à. Ok, nhưng mà thôi, thấy cũng vui mà in rồi nó xem chắc là vui nha các bạn. Mặc dù Berzy là lucky boy nhưng lúc này thì chưa. Lucky boy. Khi gặp men, hắn đã nhanh chóng bị Luffy. Gặp men, là biết gặp men là gặp gì không? Là gặp nhân vật chính đây. Cho dù mà mạnh cỡ nào chăng nữa mà gặp nhân vật chính khổng thua. Nói thiệt, ừ nói thiệt. Đó là tất cả mọi bộ phim anime nha các bạn nha. Cứ gặp nhân vật chính là thua. Mai mốt hả Tanjiro mà gặp Muzan, mình nghĩ khả năng cao là hào quang nhân vật chính cũng vậy nha các bạn. Nhưng mà thôi không dám nói trước các bạn à. Thôi cái này không dám nói trước, ai biết được đâu. Muzan nhiều khi ông mạnh lắm. Hàng chục cây số tới một hòn đảo xa xôi, ba người họ đã lên đường cùng nhau đi tới làng Si Rút, quê hương của thánh xạo chó sau này. Ok, thánh xạo chó biết ai không các bạn? Nghe bây giờ các bạn bình luận phía dưới cho biết là thánh xạo chó là ai nha các bạn nha. Còn ai trong khoái đất này chính là thanh niên này các bạn à. Thôi cái mũi nhọn dữ. Láo 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 láo. Thánh xạo, thánh xạo. Cũng ra gì đấy. Ok các bạn à, thì cái kênh của bạn Lù Tấu Hài TV này cũng khá là vui nha các bạn nha. Những bạn nào mà chưa qua kênh này thì ngay bây giờ hãy qua kênh này coi để ủng hộ cho bạn ấy nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này đừng quên lại cho mình nút like nha. Nhưng mà nào lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye. Mình để link kênh này ở phía dưới nha các bạn. Yeah.